Nó kêu ấy không phải là hú. Chết rồi, em có đi đâu, em có đi cấp không không? Run cái tay quá, nói run hết cả tay chân. Nè mọi view à, view. Nè có ITB nha mọi người, ghép mình đăng. Bên đấy lạnh không ạ? Lạnh lắm. Bên này lạnh lắm. Đập con đấy mình có biết đâu mà đập, nó ở ngoài rừng ấy. Nó ở tít ngoài gốc cây nào ấy. Mọi người phải nghe tiếng đấy cho nó thiên nhiên nhé. Bây giờ ở Hà Nội em chỉ có tiếng đấy. Đúng, chỉ có những vùng quê thôi. Anh ở vùng quê phù ngọc hoa đa. Mời mọi người ăn bún đậu nhá. Đây lên cho nó. Đây bị hói này. Ăn đi à? Em ăn mì tôm. Em ăn mì cay. Ăn đi. Mì tôm. Ê, nhầm không nhỉ? Thôi ăn đi. Cái này em ăn. Ăn như vậy này má. Đâu? Khép ra. Khép ra, thôi anh ăn đi. Anh ăn một mình ăn, anh ăn không bỏ. Vậy sao em kêu nhiều thế? Lúc đầu em nhìn cái đống này. Em chưa ăn nước mắm à? Đi ăn bún đậu, ăn nước mắm. Vậy là em phí mất một mỹ vị nhân gian rồi đó. Đúng rồi, em phải tập ăn bún đậu mắm tôm đi. Đà Lạt à? Không ạ, Đà Lạt đầu tuần mới đi mọi người ơi. Mọi người cho em xin vài cái tên, vài cái homestay mà giá rẻ rẻ mà nó xinh xinh nhá. Mọi người có thể inbox trực tiếp qua TikTok của Nam nha. Của anh búi đầu định phá kìa. Bún đậu chấm bột canh đấy nhá. Tí có ITB ạ. Hôm nay có ITB nhưng mà 7:30 nha mọi người. 7:30 Việt Nam ấy. Đừng có nói. Lạnh mọi người ạ, lạnh. Vâng ạ, Lâm Đồng lạnh. Mới mưa xong nữa. Ra bán hàng chắc là phải đợi qua like của anh Linh mọi người. Bây giờ cả team đang support cho like của anh Linh đã. Còn lâu mới được 1 mét toàn bị tụt phá lâu không mừng rồi. Bữa nay bị phần tóc. Ngoài Bắc Ôi khó chịu ạ. Đúng rồi ạ, quán này là quán thính. Thính đâu? Chả thính á. Quán thính là quán này không? Quán bún đậu mà. Quán tên là thính. Quán ngoài tên thính. À, cứ tưởng quán này tên là bún đậu mèo chứ. Hè quá đi dậy này. Đúng rồi, ăn là thính. Ừ.
đang ăn bún đậu mắm tôm. Có mình ăn bún đậu mắm tôm. Còn đây là ăn ăn gì đấy? Ăn ăn mì cay. Thôi cái này phải ăn mì cay chứ. Không, mình không thích ăn mì lắm. Không thích ăn mì cay lắm. Thế ăn bún đậu thôi. Em mời bạn Lâm ạ. Mọi người nên nhớ mình đang ở Lâm Đồng nha. Ờ quên nhỉ. Nãy giờ cứ ăn theo cách Hà Nội, ăn theo cách Lâm Đồng. Bánh trắng nhúng. À, quên mất. Nãy giờ cứ ăn ăn theo cách của Hà Nội. Bún đậu Lâm Đồng là phải cuốn nha. Đây mọi người. Mọi người ăn bún đậu ở Lâm Đồng là phải cuốn như vậy nhỉ. Nãy giờ mình ăn gần hết rồi mình mới nhớ. Đấy. Cho đủ gia vị vô. Bọn em đang ở Bảo Lâm. Dành cho những ai không biết ăn bún đậu ở Lâm Đồng. Bún đậu là phải cuốn. Em ngồi bạn Lâm. Quên. Mình quên mất đấy. Tại vì ăn ở ngoài Hà Nội ấy là người ta không quấn đâu. Còn ăn ở trong Lâm Đồng ấy là quấn rồi này. Em ngoài chợ Bảo Lâm. Mai mốt đi Đà Lạt mọi người. Đầu tuần sau em lên chụp hình với anh nhé. Ok em. Em lên đấy. Con lộc quả nghe tôi bao giờ trước rồi. À quá. Nào like của Trang ấy. Nào like thì mình sẽ thông báo lịch nhé. Giờ chưa có lịch á. Em liên tục nữa nhé. Ok em. Mọi người ai ăn bún đậu lên đây ăn. Có gần 3 cái rồi. Lên đây ăn bún đậu cho nó vui. Ok ba mẹ đấy chơi. Chuẩn bị thứ hai tuần sau mới lên Đà Lạt. Tôi gần nhà ông à. Ok chào ông nhá. Chú chuối đi tài trợ 100 con chicken. Ôi dồi ôi, đây rồi. Ôi đây, chú Hình ạ. Chú Hình ạ, tài trợ 100 con gà này. Hả? Nó phép à? Quý anh kêu nó thét. Đừng nói thét nữa. Mấy bạn này lừa quý anh nhiều quá rồi. Lừa nhiều quá rồi, nó không tin. Chú quê 49 Lâm Đồng nhá. Đấy. Bánh tráng. À cái này bún đậu. Con Lan. Nguyễn Khánh là bạn của Lan à? Nguyễn Khánh là bạn của Lan à? Con Lan đâu rồi anh? Con Lan đây này. Con Lan đây này. Con Lan nó đang ăn mì cay. Con Lan với thằng Thái gọi là Thái Lan. Thái rúi rồi. Rồi, bạn không được gọi nha. Đừng gọi thêm lời nào được không? Đập cưới gì ạ?